Gymer là những người tham gia tập gym thường xuyên để có một đốp minh mẫn trên một cơ thể tráng kiện, cơ nhiều, mỡ ít, thân hình hấp dẫn khiêu khích người khác phái. Gymer hướng đến một cuộc sống sinh hoạt lành mạnh, suốt cuộc đời không rượu bia, thuốc lá, nhưng cũng không cực đoan đến mức chỉ ăn những món trứng luộc, ức gà, bột đậu, thịt cá hấp, những món dầu mỡ không đụng đến mà mất đi hương vị cuộc đời. Nên nhớ, thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng để cuộc sống phục vụ thể hình. Mạnh khỏe hay chấn thương, giàu sang hay nghèo đói là cách bạn viết nên câu chuyện đời anh Gymer cho riêng mình. Gym cũng giống như kinh doanh hay học tập, có thành công nhưng cũng có thất bại. Anh là người yêu gym sống vui tươi, thích tập luyện cho sang chắc body, thường ăn những món trứng luộc thịt cá hấp, những món dầu mỡ thôi chia tay. Suốt cuộc đời không rượu bia thuốc lá. Học hành là việc sống, anh không thích ăn chơi. Dù trường hợp đêm cà phê cũng chẳng tới lùi. Khi ở phòng gym anh thể hiện sức mạnh cơ bắp, Uri workout mới là vui sướng. Gym, gym, hạnh phúc đời ta thề vắng xa. Gym chính là đời, nào đen liệt sức mạnh để chẳng thua ai. The Mel Girl cánh tay chẳng căng sức sống mà nơi. Bài tập squat mông cong tôn giang sexy, cơ bắp cứng căng theo nhịp bên rest siêu đẳng. Nhịp thở đua theo từng bước chạy cardio, tinh thần hưng phấn ta gập bụng liên tiếp. Mạch máu sôi sục ba bell roll Zenigita, sang kẹt sờ đơn đậm đà chất nam tính. Này mắc OT super set cùng lên body, và 45 phút cường độ cao ta năng chính tạo gymer. Gym mơ cơ bắp răng roi dẻo dài, đâm chật fitness model tự tin oai phong. Chợt anh gặp em đang bơi giữa làn nước biển, em thật quyến rũ với những đường cong gợi cảm. Tiếng sét ai tình làm anh sao xuyên băng phong, cảm xúc trào dâng anh khao khát một tình yêu. Rồi chợt nhận ra anh luôn thô lỗ vụng về, là một gym mơ đâu chỉ cơ bắp là được. Gym, gym, hạnh phúc đời ta không thể vắng xa. Gym chính là đời, nào gym gym để chẳng thua ai. Gym gym tràn căng sức sống bạn ơi. Bởi vì yêu em anh xưa khiêm khuyết cuộc đời, anh yêu em một tình yêu tha thiết si mê. Dù rằng đường đi phía trước còn lắm chông gai, ngàn năm anh không đổi thay. Yêu em yêu mãi mãi vì là gym mơ. Gym, gym, tràn căng sức sống bạn ơi.
Gym phục vụ cuộc sống mãi là một khúc trường ca đầy ngạo nghễ, và thể hình là nền tảng thành công trong cuộc đời, là chân lý không thể nào khác được. Và sự nghiệp gymmer của tôi đã không chọn con đường thi đấu thì cũng chẳng dừng lại ở việc mở phòng gym, mà là một chữ nhất đời gym. Đối với tôi, gym chính là đời, chứ không phải đơn giản là đam mê hay là sự nghiệp riêng lẻ. Để bước được lên tầm cao nhất của đời anh gymmer, chúng ta cần phải khắc phục sửa chữa những khiếm khuyết sai lầm để dần hoàn thiện mình. Một gymmer cho dù danh vọng đến đâu nhưng phải đánh đổi quá nhiều thứ trong cuộc sống, gia đình, bạn bè thì đều là thất bại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện đời anh gymmer của tôi. Khiêm khuyết cuộc đời, anh yêu em một tình yêu tha thiết si mê. Dù rằng đường đi phía trước còn lắm chông gai, ngàn năm anh không đổi.